Những ngày tháng 6 này, công ty trách nhiệm hữu hạn Meitredan Đức Phong đang gấp rút hoàn thiện hàng nghìn sản phẩm mới để xuất sang thị trường Đức. Đây là thị trường mới được ký những đơn hàng đầu tiên sau rất nhiều năm đàm phán về mẫu mã, chất lượng và giá. Từ đầu năm đến nay, đơn hàng xuất khẩu tăng trưởng tốt. Chỉ tính riêng trong tháng 4, có gần 8.000 sản phẩm xuất đi các nước châu Âu. Tìm kiếm thêm các chất liệu khác ngoài tre. Trước đây thì chúng ta chỉ sử dụng các sản phẩm là từ sản xuất từ mấy và tre. Nhưng hiện tại thì chúng tôi đang phải tìm thêm các cái chất lượng ở các cái loại vật liệu khác, giống như ví dụ là mau cóc, các loại lá. Đây là ví dụ một số cái như rớm hay là các cái loại vỏ ngô để tăng cái mà nó cái tính độc đáo và cái các sản phẩm thân thiện môi trường có thêm lựa chọn cho khách hàng. Nhu cầu của thị trường các nước Ấn Độ, Bangladesh, Trung Quốc, Hàn Quốc về sản phẩm bột đá tăng trưởng mạnh nên lượng hàng xuất khẩu tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Á Châu tăng trên 20% so với cùng kỳ. Đơn hàng tăng liên tục theo từng tháng và hiện đã full công suất nhà máy. Nếu như trước đây xuất khẩu chiếm 35% sản lượng tiêu thụ thì nay tăng lên trên 65%. Tận dụng lợi thế này, công ty đang có chiến lược tập trung chất lượng hàng hóa cạnh tranh, đồng thời đầu tư thêm dây chuyền sản xuất. Tập trung về cái chất lượng hàng hóa, cạnh tranh ở cái phân khúc chất lượng hàng hóa. Thứ hai nữa là đang tập trung đầu tư thêm 3 cái dây chuyền nữa để đảm bảo cho cái nhu cầu của thị trường. Đầu tư máy móc, tập trung sản xuất những cái hàng có cái hàm lượng giá trị gia tăng cao. Tín hiệu tốt từ thị trường, đơn hàng tăng trở lại và nhiều thị trường mới được mở rộng, dây chuyền được đầu tư, công suất nhiều nhà máy tăng là tất cả những yếu tố làm nên sự tăng tốc bứt phá cho lĩnh vực xuất khẩu của tỉnh trong 5 tháng đầu năm. Với kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt gần 1.200 triệu đô la Mỹ, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2023. Nhiều mặt hàng xuất khẩu tăng trưởng khá như thiết bị, linh kiện điện tử tăng 72%, tôn thép các loại tăng 30%, dăm gỗ tăng trên 70%, may mặc trên 10%. Xuất khẩu sang các thị trường lớn như Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc đều tăng trưởng hai con số. Thay vì mọi năm là đơn hàng của chúng tôi rất ít, nhưng mà năm nay là đơn hàng của chúng tôi là tương đối là quá nhiều. Cho nên là cái áp lực tuyển dụng và giữ chân người lao động là cái năm nay thực sự là rất là áp lực. Xuất khẩu hàng hóa tăng trưởng ổn định là động lực cho quá trình tái đầu tư, mở rộng sản xuất của các doanh nghiệp. Nhất là hiện nay, một số lĩnh vực dẫn dắt tăng trưởng như linh kiện điện tử, dệt may, chế biến, chế tạo. Nhiều nhà máy đang được mở rộng quy mô, đầu tư máy móc trang thiết bị. Điều đó thể hiện khi kim ngạch nhập khẩu trong 5 tháng cũng tăng 53% so với cùng kỳ. Đây là bước đệm cho sự bứt tốc trong sản xuất, xuất khẩu của các doanh nghiệp trong những tháng tiếp theo.